Hello, 大家好，欢迎你们来Thảo老师的频道。Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của cô Đào. Hôm nay cô Đào sẽ chia sẻ về con đường 8 năm mà cô Đào đã trải qua để đạt một suất học bổng đi du học Đài Loan, khá là hài lòng ha. Ok. Tại sao cô Đào lại chọn thành phố Đài Trung? Tại vì thành phố Đài Trung tuy là nó không có ồn ào như là thành phố Đài Bắc, nhưng mà được cái là nó vẫn là thành phố và vật giá của thành phố Đài Trung rẻ hơn khoảng 70% so với thành phố Đài Bắc ha. Thì ví dụ như ở thành phố Đài Bắc thì mình ăn một bữa cơm là khoảng 90 đồng, thì ở thành phố Đài Trung mình ăn một bữa cơm khoảng 70 đồng. Thứ hai nữa là thành phố Đài Trung hồi lúc trước cô nghe là được miễn phí về xe buýt, thì thật ra ở thành phố Đài Trung thì được miễn phí 10 km, nếu mà quẹt thẻ ha, thì mình được được miễn phí, còn trên đó thì mình sẽ phải tính tiền. Thứ ba nữa là thời tiết của thành phố Đài Trung khá là thoải mái, khá là mát mẻ so với thành phố Đài Bắc, không có khắc nghiệt như thành phố Đài Bắc. Thành phố Đài Trung thì nó không có ẩm ướt vào mùa đông, và nó có vẻ ấm hơn so với thành phố Đài Bắc ha. Và đặc biệt tại sao ở thành phố Đài Trung, tại vì đây cũng tính là thành phố, mà ở thành phố thì đường giao thông phát triển và cơ hội kiếm việc làm cũng dễ hơn so với những huyện khác của Đài Loan. Thì cô không có thích cảnh xô bồ quá, cô vẫn thích ở thành phố nhưng mà yên tĩnh một chút xíu ha. Và tại sao lại đến Đài Trung lại học trường Đại học Giáo dục Đài Trung? Thật ra đó cũng là một cơ duyên mà Thảo Lò Sư được giáo viên người Đài Loan của Thảo Lò Sư định hướng trước. Tại vì ở Đài Trung thì có hai trường nổi tiếng nhất là trường Đại học Quốc lập Giáo dục Đài Trung và trường Đại học Trung Sinh. Thì hai cái trường này, trường của cô là Đại học Giáo dục Đài Trung thì nổi tiếng về giáo dục, và khoa nổi tiếng nhất là khoa Dự quẩn Giao dụy Sửa Sĩ, khoa Giáo dục Ngữ Văn. Thì thạc sĩ thì chia thành hai loại là Hỏa Xua và Dị Xua, thạc sĩ dạy tiếng Hoa và thạc sĩ ngôn ngữ. Thì thạc sĩ dạy tiếng Hoa nó thích hợp cho người nước ngoài để mà sau này trở thành giáo viên dạy tiếng Hoa ha. Thì tiếp theo, còn trường Trung Sinh thì nó thiên về là trường nông lâm, trường dạy về những nông lâm ngư nghiệp gì đó, cô không biết. Nó lớn, rất là lớn so với trường cô, nhưng mà chắc là cô không có duyên với trường đó nên không được gặp like vô ha. Tiếp theo nữa là tại sao cô lại chọn Dự quẩn Giao dụy Sửa Sĩ, khoa giáo dục ngôn ngữ, mà không chọn khoa MBA quản trị kinh doanh, trong khi cô apply hai ngành của cùng một trường thì hai vị chủ nhiệm khoa đều chấp nhận và học bổng y chang như nhau, thậm chí là bên khoa MBA nó lại cao hơn, nhiều khi cao hơn nữa so với lại khoa cô. Cái chế độ của nó là dễ tốt nghiệp hơn so với khoa của cô. Thật ra là chắc là do là cô chọn về giáo dục tiếng Hoa và ngôn ngữ tiếng Hoa ở đây. Nếu như mà bạn tốt về tiếng Hoa thì bạn dễ xin việc làm hơn. Còn MBA, thật ra ở Việt Nam của mình nó rất là hot về MBA, trường nào cũng có MBA nếu như mà về trường kinh tế, nhưng mà ở nước ngoài thì trường MBA là khoa MBA là những cái khoa rất là bình thường và trường nào cũng có hết, nhưng mà có những trường là đặc trưng về nó thì nó sẽ giỏi hơn nè. Tiếp theo là có một nhân tố quan trọng nữa là tại sao lại chọn khoa giáo dục tiếng Hoa, tại vì thầy chủ nhiệm khoa rất là đẹp trai, xoay xoay tôi trù rình. Tôi giỡn chứ thật ra là thầy là khá là nghiêm khắc, rất là tốt, rất là quan tâm tới học sinh ha. Rồi
Có những cái là bây giờ thật ra là ở thị trường Việt Nam đang thiếu giáo viên dạy tiếng Hoa theo chữ phồn thể, thiếu trầm trọng. Cô thì do là bận đi du học ở nước ngoài nên không có thể tiếp nhận những cái lớp như vậy, nhưng mà ít nhất đã có hai trung tâm là mời cô nhưng mà cô phải từ chối. Nhưng mà nhiều khi từ chối nhiều quá cũng thấy ngại, nhưng mà muốn giới thiệu cũng phải giới thiệu cho chất lượng, không bị mắng vốn. Bởi vậy nên cô thấy là nếu như mà học bên trường Đại học Giáo dục Đại Trung thì mình cũng có hai lựa chọn, một là thích về ngôn ngữ, thích về nghiên cứu ngôn ngữ rồi cách dạy tiếng Hoa thì mình sẽ chọn khoa dự vựng giao duy xuể si, khoa giáo dục ngữ văn, chọn để học thạc sĩ, đặc biệt là học theo võ sua. Thạc sĩ tiếng Hoa thì cái đầu vào nó cũng tương đối, chỉ cần tiêu CFL khoảng bằng B là được rồi. Còn bên MBA thì nếu mà bạn cắt theo phương cách là hiện đại, chịu cực chịu khổ được thì qua bên đó để mà học dễ lấy cái bằng hơn ha. Mọi chi tiết thì bây giờ là trên tay cô là đã có cái application cho kỳ mùa xuân và kỳ mùa thu. Thì kỳ mùa xuân sắp tới sẽ deadline vào ngày 31 tháng 10 và kỳ mùa thu thì sẽ deadline vào 30 tháng 4 ha. Thì có những cái yêu cầu thì các bạn có thể liên hệ với lại phòng quan hệ quốc tế của trường, gặp cô Liễu Dạ Chỉ, lão sư, cô Miss Liu để biết thêm chi tiết ha. Thì cô sẽ up lên cái email để mà các bạn có thể tiện liên lạc, và chú ý là mình phải chuẩn bị một cái vốn ngoại ngữ khá để mà đọc những văn bản, còn không thì mình phải nhờ tới dịch vụ ha. Chương trình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng những thông tin này có thể giúp ích được cho các bạn trên con đường đi du học Đài Loan, đặc biệt là học thạc sĩ ở trường Đại học Quốc lập Đài Trung ha. Bye bye.